Kính thưa quý vị, du khách Trung Quốc nếm thử hương vị gà rán tại Hàn Quốc. Tin từ Incheon, Nam Hàn, khoảng 4.500 nhân viên của một công ty mỹ phẩm Trung Quốc đã đến viếng thăm Nam Hàn và ngồi xuống cho một buổi ăn tối của gà và bia, lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình My Love from the Star do Kim Soo-hyun và Jun Ji-hyun đóng vai chính. Trong bộ phim truyền hình phát sóng từ năm 2013 này, nhân vật nữ chính từng đề cập đến món gà rán nhắm với bia, thường gọi là gà bia ở Hàn Quốc, và món này đã trở thành một trong những món ăn nhất định phải thử của mọi du khách khi đến Hàn Quốc. Các nhân viên của Aulan International Beauty Group đã ăn gà và uống bia của họ chung quanh khoảng 750 bàn tiệc. Theo tin từ các viên chức tại Incheon, 31 dặm về phía tây của Hán Thành, thành phố Incheon rất vui và nói họ hy vọng chuyến viếng thăm này sẽ là bắt đầu của một con số tăng trưởng của du khách trong thành phố. Con số của du khách Trung Hoa đến Nam Hàn đã tăng 17% trong 2 tháng đầu của năm lên đến 1.06 triệu người, và Nam Hàn dự kiến một con số kỷ lục của 8 triệu người trong năm nay, thu hút nhờ vào sự phổ biến của văn hóa xuất ngoại của Nam Hàn như những chương trình truyền hình, phim ảnh và âm nhạc K-pop.